coi bị đi chợ lẹ quá vậy, mua được có nhiêu mà có chút mà đi mua được như vậy luôn. À, hôm nay thì mình sẽ ăn bánh mì với pate, với đây là một cái món ăn mà tụi mình cũng thích lắm. Nhiều khi mà bữa nào mà mình bận á, mình không có nấu nướng gì mà mình làm biếng, mình muốn ăn thì mình chạy qua chợ mình sẽ mua cái súp này, gọi là cái tomato soup. Hình như là nó nấu trong này có gì ba hả? Ô ba mua cái basil với lại trong đây ba mua là loại có cái thịt, cái lỗ chai hay không? Không có chai phải không? Nó có hai loại ha. Cái này thì tomato basil biscuit with cream, yeah, which is creamy. Ăn cũng ngon lắm. Hồi đó mình nghe người ta nói, mà mình nghe tomato soup á, bắt đầu em nghe em sợ, em nói chắc không ngon, nhưng mà ăn vô thì ngon, nhất là chấm với bánh mì với lại cheese. Yeah. Ok rồi, thôi mình ăn. Liên Xô họ cũng ăn tomato soup, nhưng mà họ ăn với lại cái sour cream. Rồi. Cái này hình như là món của Pháp đó ha. Món này là của Pháp, nhưng mà Liên Xô cũng có ăn. Cũng ăn rất là ngon quá ha. Dạ. Thôi kệ, mình cứ thấy ngon mình ăn, ta cũng biết Pháp hay Liên Xô. Rồi, ăn đi ba. Này đói bụng rồi. Ăn múc gì đó. Dạ, cho em miếng súp. Hôm nay ông xã mình thức dậy xong rồi đi tắm, mình nhìn đồng hồ cái mình thấy 7 giờ rồi, cái mình nói anh ơi lẹ lên vô coi đá banh, mà hôm nay không có trận nào hết. Hết rồi hả ba? Tới thứ sáu mới có. Thứ sáu mới có đá banh lại. Mấy hôm nay ở nhà coi đá banh rất là thích các bạn, các bạn ha. Sáng được 2 trận luôn. Ô nhiều quá ba ơi, ba ơi, ba ơi nhiều quá. Dạ. Hôm nay thì không có trận nào hết, thôi ăn xong rồi nghỉ ngơi. Không có làm gì làm. Hôm nay có trận mình ăn với lại. À, mình sáng thì mình có nói với các bạn mình thích uống nước lọc á. Nhưng mà sáng thức dậy mình bước xuống giường là mình đã uống một ly nước lọc rồi. Bây giờ thì mình cũng uống nước lọc. Được rồi. Ba cắt hai loại chi luôn ha ba. Dạ. Còn với cái pate, ta phải mở pate ra. Cái này qua đây nhé. Dạ, thôi dọn rồi anh nói. Em ăn như đây súp là đủ rồi. Dạ. Ăn chút pate ra. Ok. Thì chi nào ăn với nào? Thì mình thường á, mình thích ăn cái loại chi này nè các bạn, cũng dễ ăn lắm. Mình ăn với, mình có thể ăn với nho cũng được, hoặc mình ăn với lại súp, tomato súp cũng được, cái bánh mì. Nhưng mà cái chi này thì hình như để dành ăn với nho only ha, để ăn nho không phải không? Cái này là cái brie là cái súp, cái chi của từ Pháp á. Thì thường mình ăn với bánh mì ngon hơn. Nó mềm, nó dẻo. Còn cái gouda chi hơi cứng phải không đấy? Cái này là cái loại nó hơi cứng cứng, nó hơi mặn mặn. Dạ. Mình ăn với, thường thường ăn chung với trái cây, ăn với nho, hoặc bơm. Bơm hoặc ăn tiếp theo. Đúng ngon, trọng là mình kêu anh mua chi á, mình thích cái loại nào, em thích cái loại nào mà nó nutty vậy nè, giống như nó creamy nutty á, mà phải đậm đà mặn hay nè. Có mấy lần anh mua nó hơi lạc lạc. Thì cái đó là nó dần. Ví dụ như nó chưa có đến tuổi á, thì nó cảm thích rồi, mặn mặn, ngon. Ba ăn đi ba, để chút nó nguội. Vừa ăn vừa nói chuyện đi, nói chuyện với bạn, các bạn kìa. Mẹ nói gì là ngon quá. Ba làm mẹ không? Lỡ ăn nửa cục này thôi ăn luôn. Có bát tê. Lấy này. Chắc cái mì này. Em ăn với bát tê trước cái đó. Bữa nào ở nhà rảnh rỗi mới ăn ăn sáng đủ thứ vậy đó bạn. Bình thường sáng là ăn rất là đơn giản, ốc niêu thôi. Cái nào cuối tuần hay là có nghỉ, lễ nghỉ rồi thì mới ăn. Thèm mấy này mới mua về ăn. Nó không dính đó đây. Nó không dính nè. Chết là nó không dính. Thank you đó. Nó còn mềm quá hả? Cái hiệu này nó ngon. Người ba mua
cái loại của Pháp nè, hình như là nó mắc hơn cái loại của Mỹ á, phải không ba? Không biết cái loại kia của Mỹ không, nó mà hộp bự hơn chút á, em thấy hình như nó rẻ hơn này một chút. Cái kia của ở đây là vậy làm phải không? Chấm vô luôn, em chép bắp tôm chấm vô đây luôn cho nó mềm cái bánh mì chút xíu. Ngon quá luôn. Sáng đi chợ đông hả bà? Bà con mua nước đá, mua than hơn mua đồ về nướng ha. Chuẩn bị nướng barbecue mà lễ mà. Sáng lúc anh mới mua về á, ngon em ăn thấy không phải là ngọt lắm. Nên bây giờ mình ăn mấy này mặn á. Ăn vô thấy ngon. Anh xã mình thích ăn sáng mấy cái món như vậy lắm các bạn. Còn mình thì thỉnh thoảng mình ăn, như mình ví dụ như sáng mà có cái gì nóng nóng như là phở rồi này nọ, cái gì súp nóng nóng thì mình thích hơn. Nhưng mà ăn ở đây riết rồi, ăn mấy món này riết rồi cũng quen, không giống như Việt Nam mà sáng thức dậy có cái gì nóng ăn hết các bạn. Ăn riết rồi cũng quen. Phở nè. Very good. Rồi đó, nghe người ta nói này ngon, em không dám ăn. Nó chắc từ mấy đồ chua mà khó ăn á, sợ nó có cái mùi khó ăn á. Hay ăn thử một lần đi rồi thích lắm. Rồi ăn thử rồi thích. Không được được cái tomato á, cà đó. Cà thì mình thường ăn nó chua, nhưng mà mình nấu lửa thấp, nấu lâu á, nó tự nhiên nó ngọt lại. Khi mà mình nêm muối vô á. Ngon quá luôn. Mấy bữa nay mình ăn đồ Việt Nam cũng nhiều á. Ha, mới nay nghỉ á, trả chúng khu Việt Nam ăn nên ăn Việt Nam cũng nhiều và ăn thấy ngon. Nãy giờ anh ăn mấy miếng bánh mì là nhiều quá à, bánh mì nhiều không tốt, đầy bụng. Nó lấy chi cho mẹ? Có mẹ ăn. Đó, cái này là ăn theo kiểu Pháp nha các bạn, đó lấy bánh mì ha, chép chi lên, không biết phải của Pháp không, mình nói không biết đúng không? Lên. Xong rồi mới chấm vô với lại tomato soup. Đúng là cái bánh mì này như người Pháp người ta ăn, người ta nướng lên á, phải không anh? Hơi hơi nướng nướng hay là không cần á? Bên Pháp cầm cái ngổ xé nó ăn. Bánh mì cũ ha. Dạ, nó đâu có cắt ra như mình đâu. Làm tới đâu người ta xé tới đó ha. So good. Ngay cả ăn trưa cũng vậy đó, bên Pháp ví dụ như ổ bánh mì á, nó xé ra ăn với lại súp với lại chi là đủ rồi. Không ăn thịt thà giống như bên Mỹ. Mỹ thịt nhiều quá. Đi ăn mấy cái món mà giống như là steak hay là gì á, không có nước nào mà ăn cục thịt bò mà dày như Mỹ hết trơn á. Mỹ là too much meat á. Ok, bằng meat để bữa nào làm steak cho mấy bạn coi. Hứa là nha. Bởi vì hứa ăn steak rồi nha, nhớ làm steak nha. Hồi xưa thì nhà mình ăn steak nhiều, mà từ khi sau này cũng hạn chế ăn thịt đỏ bớt. Chứ hồi xưa ba hay làm steak ha. Sau này thì ăn nhiều thịt đỏ quá cũng không tốt, cho nên mình cũng bớt ăn nhiều rồi. Mới ăn cái gì mặn mặn vô, ăn nho vô ngọt dễ sợ luôn á. Vừa pate mà vừa chi nó quá béo luôn á. Mà cái chi thì nó làm mềm mà béo béo. Mua anh hay ăn liền trong vòng trong một tuần, maximum lần tuần thôi. Rồi nó còn mềm rồi. Lâu quá cái nó không có mềm nữa nè, các bạn coi nó mềm đó. Anh thích ăn cái này lắm. Ai với ai sẽ ở nhà? Pha su là ông bà ngoại sẽ ở nhà mà không biết gia đình của mấy người kia thì sao?
ngon, nhưng mà các bạn biết sao, ăn nhiều bánh mì quá bụng nặng quá, bụng bự. Nhưng mà ngon quá bơi, không có thể nào ngưng được nào. Cái này là để vét cái tô này luôn á. Không biết sao, mà mỗi lần em hay ăn trái nho vô không? Để cho nó bớt mà. Đúng rồi. Để nó clear cái app, thà em giống là cái after taste của em quá món khác. Clear cái palate. Tầm bộ các bạn ơi, chứ thiệt ra muốn ăn nho. Thiệt á, khi mà ăn mặn vô, ăn nho vô ngon dễ sợ lắm anh. Mà nho này là nho không có hột. Giòn nữa. Ngày hôm qua con gọi em, tại vì hôm nay á, con nó cũng có đi ra ngoài chơi á, giống như là picnic với mấy người bạn á. Không, con ở trong chợ, con gọi em hỏi mẹ, mẹ con nên mua nho xanh hay là nho đỏ? Mà tùy anh ơi, có lúc á thì nho đỏ thì nó ngọt, có lúc thì nho xanh nó ngọt, thì em cũng biết nói còn sao, em mới nói thôi bây giờ con hỏi mấy cái người mà họ chất hàng á, coi họ có sample cho mình ăn thử không. Thì con ăn nho đỏ, nó nói nho đỏ ngọt. Đa số hay nha. Nho đỏ nho đỏ nó ngọt hơn nho xanh ha. Nho xanh nhiều khi nó hơi chát chát, nó hơi chát chát. Thế sao con hỏi gặp cái người đó đang chất hàng cho con ăn mấy cái nho đỏ, cái con nói nho đỏ ngọt hơn nho xanh, con ăn thử. Như cũng mua một bịch đó, mà sáng đâu biết anh mua nho. Em biết nho, em dặn anh cũng mai sang mua nho đỏ. Mua nho xanh là bắt đi return rồi đó. Mà nho với ăn với chi này nè. Có, cho ăn ăn nè. Bán ít vậy đấy, ăn thêm đi. Ăn thêm này chứ không, thôi bán hết nho của anh cho. Ngon quá. Chi đâu cơ. Ngon, chứ nào ba mua cũng ngon hết. Thậm chí cái chi này hồi nãy em mua em cũng sợ rồi, lại có lần em mua á, cắn vô nó chát chát anh. Chắc tại cái loại phải không? Tùy loại. Cắn vô nó chát chát, mà lại cái khi mà mình ăn vô á, vô trong nó hòa với cái miệng, trong cái miệng mình á, nó không có dẻo. Còn cái này anh cắn vô ha, nó gọi là cái nó gì á, ngon quá luôn bà. Còn miếng chi này nữa nè. Thôi bà, phải ráng ăn trên miếng bánh mì. Ăn đi thôi, ăn nhau. À, thưởng cho ba. Ăn thêm đi ba. Nãy thì mẹ chưa thấy ba ăn ba tê á. Ngon quá à. Cái bụng no rồi mà cái miệng cũng muốn ăn hoài à. Anh mà để em ngồi đây, ngồi em ăn hết luôn á. Ok, thôi tạm dừng ở đây, mình ăn hết súp rồi. Ăn cũng nhiều chi lắm rồi, no rồi á. Thôi no quá rồi đấy. Mấy cái này gói lại, có thể chiều ăn tiếp ha các bạn ha. Rồi, chia sẻ với các bạn buổi ăn sáng đơn giản của gia đình tụi mình nha. Có hai người thôi, cho nên làm biếng quá, không có nấu gì. Mà cũng hôm nay cũng làm biếng đi ra ngoài quá, cho nên mình ăn đơn giản. Chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye. Hẹn gặp lại.